Có vô lượng số kiều bàn trà vương như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều siêng năng tu học, pháp môn vô ngại, đều phóng đại quang minh. Bởi vị kiều bàn trà vương này làm thượng thủ trong chúng kiều bàn trà vương. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm được những vị kiều bàn trà vương này đều rất tinh tấn siêng năng tu tập Phật pháp, tu phát môn vô ngại. Bổn lai chúng là đen tối, bây giờ tu phát môn vô ngại, cho nên phóng đại quang minh ở trên là chúng thứ bảy kiều bàn trà vương. Lại có vô lượng càn thát bà vương, đó là Càn thát bà vương trì quốc, Càn thát bà vương thụ quang, Càn thát bà vương tịnh mục. Càn thát bà vương hoa quan Càn thát bà vương phổ âm Càn thát bà vương lạc giao động diệu mục Càn thát bà vương diệu âm sư tử tràng Càn thát bà vương phổ phóng bảo quang minh Càn thát bà vương kim cang thụ hoa tràng Càn thát bà vương lạc phổ hiện trang nghiêm Thiên vương phương đông tên là đề đầu lai thác Dịch là trí quốc vì vị này hộ trì quốc độ an trụ chúng sinh cho nên được tên này vị này quản lý hai bộ một là can thát bà hai là tỳ xá xà can thát bà là tên của thần dịch là tầm hương chúng dùng hương làm thức ăn thần của chúng cũng tỏa hương thơm đến thời chúng ăn cơm thì người đến thức ăn chay nhà nào thì đến nhà đó tấu nhạc ca sướng khiến cho họ sinh tâm hoan hỉ mà cung cấp thức ăn, chúng bèn ngửi mùi hương rồi đi. Lại dịch là thần ca, chúng là thần ca nhạc của trời đế thích. Khi thiên cung có nhạc hội hoặc là yến tiệc, thì chỉ đốt hương trầm thủy trên đàn thì vị này sẽ đến vì chư thiên mà diễn sướng ca hát. Hình dáng của cản thác bà, đầu đội mũ tám cạnh, tóc màu sáng đỏ, tướng thân màu thịt đỏ, thể như đại như vương tay trái cầm ống sáo ống địch một thứ nhạc cụ tay phải cầm bảo kiếm đủ loại oai lực của vị tướng tỳ xá xà là tên của loại quỷ dịch là ăn tinh khí chuyên hút tinh khí của người và ngũ cốc chúng ta là người tu đạo nếu không đoạn dục cử ái thì loại quỷ này sẽ đến nhiễu loạn bạn tu đến trình độ vô lậu thì chúng chẳng làm gì được bạn nếu bạn chưa đến trình độ vô lậu, thì chúng sẽ đến dẫn dụ bạn gì lậu. Như thế thì đối với chúng có ích, nhưng có hại đối với bạn. Nên nhớ đừng để mất đạo nghiệp. Vị can thát bà Phương thứ nhất tên là Trị Quốc. Vì vị này là một trong bốn vị thiên vương, đồng phương Trị Quốc Thiên Vương. Vị này chuyên hộ trì quốc độ được bình an, khiến cho chúng sinh an cư lạc nghiệp, nên được tên này vị can thắt bà vương thứ hai tên là thụ quang vì quang minh của vị này phóng ra giống như đại thụ cho nên được tên này vị can thắt bà vương thứ ba tên là tịnh mục vì vị này có cặp mắt thanh tịnh sáng suốt vô cùng cho nên được tên này vị can thắt bà vương thứ tư tên là hoa quan vì mão của vị này đội dùng hoa làm thành rất đẹp vô cùng vừa thơm vừa trang nghiêm cho nên được tên này vị can thất bà vương thứ năm tên là phù âm vì âm nhạc của vị này tấu khắp cùng thế gian các nơi đều nghe được thứ diệu âm này cho nên được tên này vị can thất bà vương thứ sáu tên là lạc giao động diệu mục vì vị này thích nhảy múa vừa ca hát vừa nhảy múa mắt của vị này rất đẹp rất được mọi người hoan nghênh và mọi người đều muốn nhảy múa với vị này cho nên được tên này vị can thất bảo vương thứ bảy tên là diệu âm sư tử tràng vì nhạc phổ do vị này làm ra tống nên rất hay và êm tai âm thanh của vị này ca oai nghiêm như sư tử tràng cho nên được tên này vị can thất bảo vương thứ tám tên là phổ phóng bảo quang minh vì vị này phóng ra khắp hết thảy quang minh bảy bóng cho nên được tên này vị can thất bảo vương thứ chín tên là kim cang thụ hoa tràng vì vị này dùng hoa cây kim cang làm thành tràng bóng, không những có hương quang mà còn trang nghiêm cho nên được tên này. Vị can thất bà vương thứ 10 tên là nhạc phổ hiện trang nghiêm, vì âm nhạc của vị này tấu khắp hiện ra rất trang nghiêm, khiến cho người nghe sinh tâm cung kính cho nên được tên này. Có vô lượng số can thất bà vương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều sinh tâm tin hiểu thâm sâu ở trong Pháp Đại Thừa, hoan hỷ ái trọng, xin tu không mỏi mệt. Mười vị Càn Thất Bà Vương này làm thượng thủ trong chúng Càn Thất Bà. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên Càn Thất Bà, số nhiều không thể tính đếm được. Những vị Càn Thất Bà Vương này đều tu hành Pháp Đại Thừa, sinh tâm tin và thấu hiểu rất thâm sâu, sinh tâm hoan hỷ cho nên ái trọng Pháp Đại Thừa, siêng năng tu Pháp Đại Thừa không biết mệt mỏi ở trên là chúng thứ 8, Càn Thát Bà Vương. Vừa qua đã giảng xong 8 bộ 4 vương chúng. Dưới đây bắt đầu giảng 12 chúng chư thiên thuộc về dục giới và sắc giới. 12 chúng chư thiên thuộc dục giới và sắc giới. Tại dục giới có 7 chúng. 1. Nguyệt Thiên Tử 2. Nhật Thiên Tử 3. Tam Thập Tam Thiên Vương 4. Tu Dạ Ma Thiên Vương 5. Đâu Xuất Thiên Vương 6. Hóa lạc thiên vương 7. Tha hóa tự tại thiên vương Tại sắc giới có 5 chúng 1. Đại phạm thiên vương 2. Quang âm thiên vương 3. Biến tịnh thiên vương 4. Quảng quả thiên vương 5. Đại tự tại thiên vương Nay được giới thiệu về thời gian thỏa mạng thân cao trọng lượng y phục của 6 cõi trời thuộc về dục giới thời gian trên trời tại nhân gian 50 năm thì bằng một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên vương. Tại nhân gian 100 năm thì bằng một ngày một đêm ở cõi trời đào lạc.